chào buổi sáng tất cả mọi người. Đây là bản tin thể thao của VTV trên kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Xem xong thì nhớ ấn subscribe để chúng tôi tiếp tục mang tới cho mọi người những thông tin thể thao mới nhất được không ạ? Và sáng nay, không có gì mới, không có gì nóng hổi hơn từ diễn biến của các trận đấu tứ kết lượt đi UEFA Champions League. Villarreal liệu có một lần nữa thể hiện được bản lĩnh Tây Ban Nha của mình để khuất phục được đội bóng lớn như Bayern Munich được hay không ạ? Còn Real Madrid, năm ngoái họ bị Chelsea bại. Vậy nếu đây là nhiệm vụ trả món nợ thì thời điểm của nó thật là phù hợp. Hãy xem kết quả nào. Real Madrid đã tạo ra lợi thế lớn trước trận lượt về khi có được chiến thắng 3-1 trên sân của Chelsea. Người chơi hay nhất trận lượt đi không ai khác đó chính là Karim Benzema, khi tiền đạo này đã có được một hat-trick, trong khi người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà là Kai Havertz. Đây là chiến thắng đầu tiên của Real Madrid trước Chelsea sau 6 lần gặp nhau. Đại diện còn lại của bóng đá Tây Ban Nha là Villarreal cũng được tận hưởng niềm vui khi có chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Bayern Munich. Người ghi bàn duy nhất ở trận này là Ano Danjuma ở phút thứ 6. Trong những phút còn lại, các cầu thủ Bayern Munich đã không thể có bàn gỡ hòa. Thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ có cơ hội sửa sai khi được chơi trên sân nhà ở lượt về diễn ra sau đây một tuần nữa. Với những kết quả như thế này thì báo chí các nước sẽ bình luận như thế nào nhỉ? Từ bây giờ thì các bạn cũng sẽ không cần phải đi đâu để tìm đọc nữa. Chúng tôi sẽ giúp cho mọi người điểm qua luôn ở đây nhé. Từ Macca cho đến Daily Mail luôn. Hàng chữ lớn trên trang chủ của báo điện tử Macca viết rằng Real Madrid của Benzema đã nghiền nát nhà vô địch. Và có vẻ như đội ngũ biên tập đã làm việc khá vất vả trong thời gian trận đấu diễn ra. Họ đã thống kê nào là kỷ lục ghi bàn mới của Benzema. Trong số đó là việc 11 bàn thắng gần đây nhất của Real Madrid thì Benzema đã ghi tới 10 bàn. Báo Marca cũng ngay lập tức chỉ một thống kê khá thú vị mà nhiều báo khác có vẻ là đã copy lại ngay. Đó là Benzema luôn là người trừng phạt các sai lầm của thủ môn. Trong quá khứ có Karius của Liverpool và Sven Ulreich của Bayern. Riêng trong mùa này thì hai thủ môn hàng đầu thế giới đã phải trả giá vì sơ sẩy trước Benzema là Donnarumma và trận này là Mendy. Đây là trang thể thao của Daily Mail. Hàng tít dài miêu tả trận đấu nhưng tấm ảnh phía dưới nói lên một tổng kết khá thú vị với ba gương mặt. Benzema là người lập hat-trick, Mendy là người phạm sai lầm. Còn Thibaut Courtois đã có một lần trở lại Chelsea vô cùng ấn tượng, cản phá nhiều pha bóng thua 10-10. Chuyển sang báo Đức, sau trận thua của Bayern Munich, tờ Bild chua chát với một hàng tít được trình bày rất đẹp, đại ý là thay đổi ngay, may ra còn kịp. Cũng có gì ghê gớm đâu, cách biệt một bàn không phải là điều gì quá đáng ngại với một đội bóng như Bayern. Nhưng cách biệt một bàn lại là lịch sử của Villarreal khi họ đánh bại được đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Báo Mundo Deportivo dùng từ lịch sử này và cho rằng Villarreal lẽ ra còn có thể ghi nhiều bàn hơn nếu Bayern không bản lĩnh đến như vậy. Nhiều người nói rằng mùa giải với Manchester United thì đã chấm hết rồi. Và vấn đề lớn nhất của điều này đó là báo chí sẽ chẳng còn nhiều thứ để khai thác từ cái tên hút khách này nữa. Nhưng cuối cùng thì từ những câu chuyện tưởng như là sẽ kém sức hút hơn rất nhiều, báo chí vẫn tìm ra và điểm nhấn thú vị. Kiểu như Ronaldo nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng dù chỉ thi đấu đúng một trận ở giải ngoại hạng. Dù chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 trận trong tháng 3 cho MU, thế nhưng Cristiano Ronaldo vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng của đội bóng. Trước đó thì CR7 cũng được ban tổ chức của ngoại hạng Anh trao cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 3 nhờ siêu phẩm sút xa vào lưới của Tottenham Hotspur. Trong bối cảnh mà hợp đồng sắp hết hạn, cộng với những màn trình diễn khác xa so với mong đợi thì khả năng cao Paul Pogba sẽ rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa giải này. Việc Pogba chia tay Manchester United sẽ có lợi cho cả đôi bên vì Pogba thì có thể tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới phù hợp hơn, trong khi Manchester United thì cũng giải phóng được một khoản lương khổng lồ, từ đó chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho kế hoạch tái thiết đội hình sắp tới. Sau khi mùa giải này kết thúc, huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ phải từ bỏ vai trò huấn luyện viên tạm quyền để chuyển sang vị trí cố vấn cho Manchester United trong vòng 2 năm. Huấn luyện viên 63 tuổi đã không được hỏi ý kiến trong một cuộc săn tìm một thuyền trưởng mới cho câu lạc bộ. Mauricio Pochettino của Paris Saint-Germain và Erik ten Hag của Ajax Amsterdam là những ứng viên hàng đầu để có thể thay thế Rangnick. Quân vợt nữ sau thời kỳ thống trị của Serena Williams cũng đã chứng kiến rất nhiều những gương mặt mới lên đỉnh cao thế giới trong những năm gần đây. Bên cạnh chức vô địch tại Miami mở rộng 2022, Iga Swiatek đã trở thành tay vợt đầu tiên của Ba Lan lên được vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA cập nhật trong tuần này. Đồng thời, Iga Swiatek cũng đã trở thành tay vợt nữ thứ 8 trong vòng 5 năm vừa qua từng lên được vị trí số 1 thế giới.
Thế còn 7 tay vợt nữ trước Iga Swiatek từng được đứng ở trên đỉnh cao của bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới là ai nhỉ? Chúng ta sẽ cùng điểm qua ngay sau đây. Tay vợt từng 3 lần giành danh hiệu Grand Slam, Angelique Kerber của nước Đức cũng đã từng có 2 thời kỳ lên được vị trí số 1 thế giới. Lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 và kéo dài tới 5 tuần lễ sau đó. Tiếp theo là vào tháng 5 năm 2017, Kerber lên giữ vị trí số 1 thế giới trong vòng 9 tuần lễ. Trong 3 tuần lễ của tháng 4 và tháng 5 năm 2017, vị trí số 1 thế giới thuộc về Serena Williams, đó là lần thứ 8 và là 3 tuần lễ cuối cùng tính tới thời điểm hiện tại. Serena Williams trở lại nắm giữ vị trí số 1 thế giới. Một khoảng thời gian đầy hoài niệm cho tay vợt nữ kỷ lục gia Grand Slam với 23 danh hiệu, Serena Williams, người từng có lần đầu tiên lên vị trí số 1 thế giới vào năm 2002. Tiếp theo là Karolina Pliskova, người có 8 tuần lễ xếp ở vị trí số 1 thế giới kể từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017. Đó là lần duy nhất mà Pliskova lên được vị trí số 1 thế giới. Còn tay vợt Garbiñe Muguruza của Tây Ban Nha thì chỉ có vỏn vẹn 4 tuần lễ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017 xếp ở vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA khi cô vô địch Pháp mở rộng năm 2016 và vô địch Wimbledon năm 2017. Tiếp theo là tay vợt từng 2 lần vô địch Grand Slam Simona Halep nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong vòng 16 tuần lễ. Vào tháng 2 năm 2018, Halep trở lại vị trí số 1 trong vòng 48 tuần lễ tới tháng 1 năm 2019. Gương mặt kỳ cựu Caroline Wozniacki đã trở lại đỉnh bảng xếp hạng WTA trong 4 tuần lễ tính từ tháng 1 năm 2018 sau chức vô địch Australia mở rộng cùng năm. Còn Naomi Osaka của Nhật Bản thì chỉ có 21 tuần lễ xếp ở vị trí số 1 thế giới cho đến tháng 6 năm 2019 sau chức vô địch Mỹ mở rộng năm 2018 và Australia mở rộng 2019. Và tay vợt nữ nắm giữ vị trí số 1 thế giới gần đây nhất trước Swiatek đó là Ashley Barty của Australia, người đã có tới 18 tháng liên tiếp lên đỉnh cao thế giới trên bảng xếp hạng WTA. Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết Futsal Đông Nam Á 2022 sau khi đánh bại đội tuyển Australia 5-1 vào trưa ngày hôm qua. Mặc dù chỉ xếp nhì bảng sau Myanmar, nhưng đây cũng là một hành trình vô cùng đáng khen của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Qua 3 trận đấu ở vòng bảng, đặc biệt là 2 trận đầu tiên thì đội Việt Nam đã lộ ra một cái khâu dứt điểm rất là kém, và cái trận cuối thì các cầu thủ cũng đã cải thiện được cái khâu dứt điểm phần nào. Tuy nhiên phòng ngự power play của đội vẫn chưa tốt lắm. Vì vậy trong cái trận bán kết thì tôi sẽ cải thiện cái khâu dứt điểm thêm và cái phòng ngự power play để cho đội có đầy đủ để mà vào chơi trận bán kết. Qua 3 trận đấu thì phong độ cầu thủ đã cải thiện dần và đặc biệt là trận hôm nay đã giúp các cầu thủ đã thể hiện được cái tinh thần thi đấu rất là cao và phong độ cũng rất là tốt ở cái giải đấu lần này. Hy vọng các cầu thủ sẽ vào bán kết chơi với tinh thần quyết thắng và có phong độ tốt hơn nữa để mình có kết quả tốt ở trận bán kết cũng như là tiến sâu hơn nữa. Tại buổi lễ trao giải Oscar vào hôm 27 tháng 3 vừa qua thì Will Smith đã gây sốc khi ra tay tát Chris Rock ngay trên sóng trực tiếp. Đây là một hành động chắc chắn là không đẹp mắt rồi, và tài tử điện ảnh này đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó. Thật tình cờ và thật bất ngờ làm sao khi mà thời gian gần đây thì quần vợt thế giới cũng liên tục phải chứng kiến rất nhiều những hình ảnh không đẹp như vậy, từ Alexander Zverev, Nick Kyrgios và giờ là đến một tay vợt trẻ khác. Và những hình ảnh này thì cũng sẽ khép lại cho phần tin nóng sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mới đây ở giải quần vợt trẻ tại Ghana, sau khi để thua tay vợt chủ nhà 1-2, tay vợt trẻ 15 tuổi người Pháp đã có hành động không đẹp khi tát đối thủ của mình ngay sau trận đấu. Chắc đây là hậu quả của việc xem clip của Will Smith quá 180 phút đây rồi.